Quý vị, những ngày qua liên tiếp các vụ việc liên quan đến vấn đề văn hóa ứng xử học đường của giáo viên gây xôn xao dư luận. Đầu tiên là đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh quỳ khóc trước cửa lớp, sau đó thì cô giáo tôm áo kéo lê học sinh này khiến cho nhiều người ngỡ ngàng và bức xúc. Tiếp theo là vụ việc một thầy giáo của trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú, huyện Thạch Thất, Hà Nội, xưng hô là mày, tao, rồi mắng chửi học sinh ngay trên bục giảng cũng khiến cho dư luận dậy sóng được biết người giáo viên này đã nộp đơn xin nghỉ việc. Vào ngày 3 tháng 10 trong buổi họp xét kiểm điểm kỷ luật giáo viên vi phạm, thầy Tê tự nhận thấy hành vi ngôn ngữ của mình thiếu chuẩn mực gây nhiều bức xúc trong dư luận học sinh, phụ huynh học sinh. Theo đó, thầy Tê đã làm đơn trình hội đồng nhà trường xin nghỉ việc từ ngày 4 tháng 10 và được hội đồng nhà trường chấp thuận. Thầy Tê cũng đã trực tiếp xin lỗi học sinh, phụ huynh học sinh và tự kiểm điểm bản thân. Được biết sơ vụ việc. Nhà trường đã họp hội đồng sư phạm rút kinh nghiệm cho tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, phổ biến lại quy định của ngành, quy định về đạo đức nhà giáo. Đồng thời tổ chức họp ban đại diện cha mẹ học sinh để thông báo kết quả giải quyết vụ việc triển khai sinh hoạt tập thể, giáo dục học sinh kỹ năng sống, ứng xử có văn hóa trên mạng xã hội. Đến nay, mọi hoạt động giáo dục của nhà trường đã diễn ra bình thường, tâm lý giáo viên và học sinh đã ổn định.